xin được chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Quý vị thân mến, Giải Mã Tình Yêu là một talk show kết hợp với truyền hình thực tế, nói về một chủ đề mà từ bao đời nay đã khiến biết bao con tim phải trở nên khốn khổ. Thưa quý vị, có thể nói là tình yêu mà, đúng không? Ai mà trót yêu rồi thì không muốn sống đời, sống kiếp với là người mình yêu. Tuy nhiên, đâu phải ai cũng may mắn làm được cái chuyện đó đâu. Chính vì điều đó mà ngày hôm nay chúng tôi có một cái chương trình để dành cho những ai luôn luôn tin vào tình yêu đẹp, hoặc là những ai đang còn FA ở ngoài kia. Chúng ta sẽ có thêm những câu chuyện, đó sẽ là những kinh nghiệm để giúp cho các bạn có thể vững tin hơn trong chuyện tình yêu của mình. Và có thể nói rằng đây là một chương trình mà tôi cam đoan với các bạn rằng nếu như các bạn không theo dõi thì chắc chắn là các bạn sẽ không thể nào kết hôn được đâu. Cho nên hãy cùng với chúng tôi đến với Giải Mã Tình Yêu của ngày hôm nay ạ. Và trong chương trình của chúng ta sẽ có hai biệt đội tách biệt nhau, sẽ là những ý kiến cực kỳ trái chiều nhau. Đầu tiên giới thiệu tất cả quý vị biệt đội Soái Ca. Chúng ta có hai anh chàng rất là điển trai ở đây. Đầu tiên là diễn viên VMAX, và tiếp theo là diễn viên Gia. Và ở mỗi số của chương trình thì chúng tôi sẽ còn có những vị khách mời vô cùng đặc biệt, những người mà đang được rất nhiều quý vị khán giả yêu quý. Chúng tôi xin được chào đón ngày hôm nay diễn viên Mai Tài Phấn. Ngoài ra thì chúng tôi vẫn sẽ còn có một biệt đội khác. Biệt đội này không chỉ đẹp hơn mà còn đông hơn và thậm chí là ướt át hơn nữa, thưa quý vị. Hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón biệt đội những cô nàng xinh đẹp của chúng tôi. Chính cô gái độc thân, vui tính, liệu rằng họ sẽ đem những câu chuyện thực tế nào của đời họ để chia sẻ với chúng ta. Chúng ta hãy cùng đến với Giải Mã Tình Yêu ngay bây giờ quý vị nha. Chủ đề đầu tiên ngày hôm nay là cách chia tay một cuộc tình. Ai chà, ai chà, ai chà, ai chà. Ở đây ai đã từng ít nhất một lần chia tay rồi ạ? Ai? Chia tay thì cũng có rất là nhiều cách khác nhau. Vậy thì cách nào sẽ được mọi người áp dụng nhiều, hoặc là cách nào là những cách độc lạ? Hãy cùng xem nha. Cho Nhã hỏi một chút cái chuyện này một tí. Tại vì nếu như mà mình chưa bao giờ chủ động chia tay một ai đó thì làm sao mà chia sẻ được? Cái gì? Nhã chưa bao giờ đá người ta hả? Gian dối thưa quý vị, gian dối. Ngày xưa dẫn một dòng trải nghiệm với tôi, tới năm thứ hai đá tôi mà đi. Đá tôi mà đi. Bây giờ trên sóng truyền hình dám nói là không đá ai bao giờ. Như vậy là sao? Ủa cái đất tụi mình có yêu nhau đâu? Yêu nhau đâu? Trời ơi. Vậy là tôi bị lộn hả? Tôi bị nhầm. Thôi không sao. Lý do vì sao mà Nhã nói rằng là Nhã chưa bao giờ đá ai bao giờ? Thì là ngược lại là bị người ta đá mình thôi. Sao vậy? Một cô gái xinh đẹp như thế này, cô gái đoan trang hiền thục như thế này, có điều là tuổi có hơi lớn chút xíu thôi. Tất cả mọi người đều chia tay Nhã à? Chắc là phải đi hỏi người ta chứ, Nhã là Nhã thua, Nhã không biết. Các cô gái có ai trùng hợp giống như Kim Nhã không? Toàn là bị đá không chứ chưa một lần nói là chia tay không? Tôi thấy Kim Thanh có vẻ nước mắt quá nhiều. Nói chung là cũng có từng bị người ta đá, đúng không? Bị người ta đá mà không rõ lý do. Nhưng mà đến cái mức mà từ trước đến giờ đều chưa có đá ai thì có vẻ cũng hơi hiếm. Ở đây chỉ có mình Nhã là kỷ lục thôi đó. Nhã là hàng hiếm hả? Sau những cái lần như vậy bạn có còn tin về tình yêu nữa không? Có chứ. Tin miệt mài luôn, cho nên tới bây giờ vẫn chưa có người yêu luôn. Ra thì theo lúc thì là chắc là không phải là Nhã chưa bao giờ, Nhã chưa bao giờ đá người ta. Được đá. Được đá người ta. Được đá người ta, được chia tay với người ta. Chắc là có thể là, tại vì có những người dạng như vậy, có nghĩa là họ làm biến á. Cứ dai dẳng vậy đó rồi họ không có nỡ nói ra lời chia tay á. Có nghĩa là họ rất là ngại phải nói cái chuyện đó. Coi như là hết yêu rồi mà vẫn không muốn chia tay, đúng không? Đúng rồi, và họ buộc là họ cứ thôi để vậy đi, thôi họ muốn người kia phải chia tay trước chứ không muốn. Coi như là lúc nào cũng đóng cái vai tội nghiệp hết, đúng không? Dạ, rồi, đúng rồi, có thể là hy sinh ngã quá mà. Em yêu đời, một đời em vẫn yêu đời. Thôi, mà đó là câu chuyện của Kim Nhã, chúng ta sẽ bàn luận một lúc nào đó khác sau. Còn bây giờ, quay lại chủ đề đầu tiên ngày hôm nay. Kiếm chuyện cãi nhau, giãn dần khoảng cách để dễ dàng chia tay. Cô nàng nào sẽ là người chia sẻ câu chuyện này?
Xin mời em. Em tên là Mai Bích Trâm, hiện tại thì em đang là diễn viên tự do. Thì cái câu chuyện đó là cái câu chuyện mà em muốn chia sẻ ngày hôm nay. Em có một người bạn trai, mối tình đó thì kéo dài khoảng 1 năm. Nhưng mà sau khi mà có một cái thời gian gắn bó như vậy thì em cảm thấy là anh đó chưa hiểu em, chưa có tiếng nói chung. Em thì lại không muốn là nói chuyện một cách thẳng thừng. Em mới tìm cái cách là mình giãn cái thời gian ở gần nhau. Giống như là mình sẽ ít đi chơi, ít gặp nhau. Rồi đôi khi thì cũng muốn kiếm chuyện để cãi nhau như vậy á. Nói chung là em sẽ có những cái lý do để cho ảnh giận hay cái gì đó đó, để cho mình có thể chia tay á. Đau lòng quá. Rồi cuối cùng có chia tay không? Dạ chia tay rồi anh à. Là em đá được người ta đúng không? Dạ. Rồi chúc mừng em. Nói chung là cuối cùng thì mục đích của em cũng đã đạt được. Mình đã đá được người ta một lần trong cuộc đời. Anh, em ơi cho em hỏi là cái em có thể với bạn trai đó, ta có nhắn tin, người ta có chèo kéo cái tình cảm? Dạ có, nhưng mà chỉ là một hai lần thôi. Tại vì em nghĩ là em đã chia tay theo kiểu là rất là văn minh á. Văn minh nên là anh cũng tôn trọng em á. Văn minh là cãi nhau là văn minh. Tôn trọng á, không có níu kéo nữa. Anh hiểu rồi, em be smart. Anh hiểu rồi. Sau khi mà Trâm chia tay như vậy rồi thì Trâm có vui hơn không? Tất nhiên là mọi cô gái khi mà chia tay là đâu có phải là vui đâu anh. Thì cũng là buồn, nhưng mà em cho phép em buồn trong một khoảng thời gian đó thôi. Nhưng mà em cũng sẽ có cuộc sống của em trở lại. Và tìm người mới đúng không? Người mới. Dạ em không có tìm người mới. Không tin, em đã đặt mục tiêu là em phải chia tay. Em chia tay được là em phải mừng. Không có mừng. Đúng không anh? Buồn muốn xỉu. Chắc xỉu. Tính ra tôi thấy là cái chuyện là các bạn nam coi chừng bị gài. Đúng không anh? Mình cứ tưởng là mình hay, nhưng mà ai về là phụ nữ người ta tính toán hơn mình. Đó, Bích Trâm là một minh chứng cho cái điều đó. Em tò mò là bạn này kể là khi mà chán chàng trai đó rồi muốn chia tay thì có nghĩa là mình sẽ kiếm rất là nhiều lý do để xảy ra cãi vã. Thì em tò mò về việc là mấy cái chàng trai ở bên kia đã từng gặp cái hoàn cảnh như vậy chưa? Trời ơi, chị hỏi anh Phến đi chị, nãy giờ Phến hỏi em quá trời. Mới hỏi một câu một rồi. Rồi anh Phến chia sẻ đi. Thấy chưa, thấy chưa, bây giờ trả lời đi. Bóng đèn nhiều lắm bạn ơi. Nói sao nghe cho lọt lỗ tai nha. Thật sự thì cũng gần giống như vậy thôi, chứ chưa đến hẳn là phải tìm những lý do mà để chia tay bạn mình. Nhưng mà cái lúc đó là theo Phến nghĩ hồi xưa nha, tại vì đó là còn thời đi học. Thì cái khoảng thời gian đó mình có thích và có gọi là yêu nhau và yêu trong thời học sinh, thì lúc có khoảng thời gian mình nhận định được là mình không nên yêu lúc đó nữa. Thì mình mới chủ động mình làm khoảng cách xa hơn, nhưng mà không đến nỗi là phải dòng ve, không đến nỗi là phải làm những câu chuyện nó phải khiến những người khác phải ghét mình. Khoảng một tháng là xong rồi Phến nhất định Phến nói thẳng luôn, Phến nói là mình phải còn học. Mà bạn nó rất tôn trọng, cũng buồn luôn, nhưng mà hai đứa khoảng một thời gian sau vẫn muốn quay lại với nhau nữa, thật sự là yêu đó. Lúc đó em nhớ là học lớp 9. Nít quỷ. Hai người cũng muốn quay lại, nhưng mà lúc đó em như là em có lý trí hơn sao á. Em quyết định là không quen nữa. Và mình tiếp tục đi học cho đến ngày hôm nay. Nói chung mình là thầy giáo mà, mình yêu học sinh được không? Đúng không? Bảo nghĩ là thật ra đây cũng một cái cách mà chúng ta cũng thường hay sử dụng trong cái mối quan hệ. Đừng có nói là mình chán người ta nghe tội nghiệp lắm. Thật ra một cái mỹ từ người ta hay nói rằng là thôi chắc là chúng ta hết duyên ở đây rồi. Đấy, em sử dụng cái chiêu đó đó. Anh cũng y chang vậy đó. Thì chúng ta có cách chia tay đầu tiên, đó là cách của Bích Trâm. Chúc mừng em một lần nữa đã thành công. Rồi, tới câu chuyện thứ hai ngày hôm nay. Trước ngày kỷ niệm 1 năm, đề nghị thử xa nhau 1 tuần để kiểm nghiệm tình yêu. Chia tay rồi vẫn nuối tiếc. Cái này hơi khó ha. Hơi khó lắm. Hình như tôi thấy là cái gu gì mà cứ đợi tới 1 năm mới chia tay là hơi căng đó. Hai người. Bây giờ thử ra câu chuyện này của Đây là câu chuyện của em. Cái cách chia tay của em á, khi mà mình còn con nít một xíu thì mình sẽ kiểu giận một tí là sẽ nhắn tin chia tay. Nhưng mà bây giờ lớn rồi thì mình chia tay theo cách của người lớn. Và cách của người lớn thường là kiểu là chúng ta tạm xa nhau một thời gian đi, để có thời gian suy nghĩ, để hai đứa có cảm nhận là có còn yêu nhau nữa hay không, để mình có thể tiếp tục với nhau. Thì em kể về cái chuyện tình sâu đậm nhất của em. Bao nhiêu năm? 1 năm. Hả? Sâu đậm nhất 1 năm hả? Wow, wow. Không có nghĩa là có những cái mối tình kia em quen lâu hơn nhưng mà không có sâu đậm bằng người này.
À, ý mà là về cái mặt sâu thời gian nó không quan trọng anh. Rồi. Có nghĩa là hợp nhau hay không, có nhiều kỷ niệm với nhau hay không. Em với bạn này quen nhau rất là vui, rất là hợp nhau, nhưng mà có rất là nhiều vấn đề, có rất là nhiều lý do để không có thể nào mà đi xa với nhau được. Ví dụ như là tư tưởng sống khác nhau. Ban đầu thì em chấp nhận cái việc đó bởi vì em nghĩ rằng là em còn trẻ. Khi mà em phát hiện ra rằng là nếu như mà em tiếp tục quen như vậy thì tình cảm mình vượt qua giới hạn. Có là mình có thể là sẵn sàng từ bỏ tất cả để theo tình yêu. Đó. Tại sao lại không nhờ? Vậy cũng được mà. Tại sao lại không nhờ? Nhưng mà vấn đề ở đây là cả hai đứa đều nhận ra được điều đó. Là có yêu nhau không? Khi mà chia tay vẫn còn rất là yêu. Nhưng mà yêu nhau mà tại sao lại sợ đến với nhau? Không thấy được tương lai. Với lại trong cái thời gian đó thì bạn này thì cũng có thay đổi với em. Và em cảm thấy giống như là bị tủi thân á. Và em mới cảm thấy chán nản rồi. Trước đó là 7 ngày là sẽ là ngày kỷ niệm 1 năm của bọn em. Thì em nói là thôi bây giờ mình cho nhau thời gian để mình suy nghĩ lại mình có nên tiếp tục với nhau hay không. Bạn đó cũng thừa nhận rằng là đúng là hai đứa có rất là nhiều vấn đề. Và anh nghĩ là anh cũng cần thời gian để suy nghĩ. Rồi bữa đó hai đứa hẹn nhau đi uống nước. Rồi xong rồi hai đứa mới ngồi ai về nhà nấy. Chưa tới 7 ngày, tới ngày thứ tư thì bạn đó mới nhắn tin hỏi em có muốn quay lại hay không. Lúc nào cũng là con trai. Thực sự là em cũng nản lắm rồi. Thì em mới bảo là thôi mình dừng lại. Nhưng mà sau đó thì em mới phát hiện ra là em còn rất rất nhiều tình cảm với người này. Và em đã chủ động liên lạc lại để quay lại với nhau. Nhưng bạn đó không đồng ý. Sắp nói anh nhưng mà không dám. Nói chiều nay người ta đi hả? Đoạn đó trời đứt ruột. Bạn để chiều nay người ta đi hả? Thì sau này mấy em cứ đọc chiều nay người ta đi hả? Thì cái cảm xúc nó không có liền như cái một cô gái nhà quê nữa muốn kêu anh. Hay quá cái chứ đoạn. Tự nhiên mà tự nhiên kêu người ta liền thì không hay. Hay quá, hôm nay nhờ chú nói đoạn đó mới phát hiện ra. Mới phát hiện ra thì chính như vậy. Giống như lúc mà Điệp xin lỗi Lan thì cô không dám xưng anh nữa. Tại bây giờ đâu có còn xứng đáng với cái tình cảm của cô Lan nữa. Mà lúc đó phải nói là tôi không biết nói làm sao để cho Lan hiểu được lòng mình. Thấy không? Chứ không phải là anh nữa. Cái lời xin lỗi mà đâu có dám nói xưng anh với người ta. Rồi cái bây giờ con muốn hỏi thêm là đây, cái tuồng mà cái tuồng Lan và Điệp với chú là có diễn trên sân khấu mà chú chưa có. Sau này mới lặp lại. Gia Bảo đã tổ chức những cái buổi diễn cho Lan và Điệp. Dạ. Diễn được năm suất phải không? Năm suất ở chú Tâm diễn với cô Huệ. Tâm Huệ tái họp trở lại sau 45 năm. Trời ơi. Sau 45 năm. Thì bà con thính giả tò mò muốn biết bây giờ Điệp với Lan hát có bằng ngày xưa hay không? Thì dĩ nhiên về audio thì không có thua, nhưng mà về hình ảnh thì bị già đi. Cho nên cũng bà con cũng thông cảm mà quên cái thời gian tuổi tác. Khán giả người ta được sống lại với cái tuổi thơ. Không cần đỡ vô xuống câu giọng cổ đâu. Nhất là có nghĩa là một cái câu bài bản thôi. Hãy mà cất lên là vỗ tay tôi đó. Nhất là Long Nhật cái này anh làm cho em sống lại tuổi em thơ. Em khóc quá trời luôn. Em ngồi sau bước màn mà em khóc quá trời luôn. Sao hát xong phải xuống sân khấu ngồi coi tiếp tục. Mình Nhí ngồi trong cũng khóc luôn. Giờ mới nãy chú ngồi chú đàn và chú hát một câu, con ngồi gần chú nhìn chú hát trời là nước mắt con nó cũng chảy rồi. Chính là cái tuồng đó mình nói rằng là hầu như khán giả người ta thuộc từ lời luôn. Mình ca một chữ một chặt sai là người ta biết liền. Mà mình là cái người trong cuộc mình. Nếu mà nói ra ông về đây hoặc ở bên Mỹ, ông hát cỡ trên ngàn Lan này. Tại vì đi đâu ai cũng yêu cầu Lan đẹp. Lan đẹp nhiều Lan lắm. Ông thử ông đóng biết bao nhiêu Lan. Lan khắp nơi. Lan khắp nơi. Nhưng mà khi mà diễn lại nguyên tuồng, các hình ảnh đó, cái lời đó chính bản thân mình, đây mình còn rớt nước mắt. Bởi mới nói là cải lương đúng là một cái mà để cho người ta nuôi cái cảm xúc. Chứ còn mà nhạc cũng kích bao giờ mà có ai khóc đúng, sự thật chỉ có cải lương là mới đem được những cái ý tưởng cái gì mà làm những cho người ta. Cái năm thâu audio đó thú thiệt là mình cũng có cảm tình với cô Lan thiệt. Lúc thâu băng thì cũng phải nắm tay để mà có những cảm xúc để mình diễn đạt được cái thành công trong cái vở đó. Như là những cái lớp chót đó, thì cũng phải ôm vai để mà tạo cái cảm xúc cho chính những cái. Tức là chỉ có thu ở trong phòng thu thôi mà vẫn phải là có cái chất xúc tác hay chút. Bởi vì khi mình nghe nó mà tưởng như thiệt không á. Mà ngày xưa cái nghệ sĩ nghe ca trong cái lối diễn luôn á. Có nghĩa là ca mà mình cứ nghĩ là người đó đang diễn vậy đó. Hay là hay chỗ đó. Chỉ có những cái lớp mà riêng lẻ như là cái lớp chẳng hạn mình nói bây giờ mình
ở trong nhà mình nói nhau nghe là thời tiết ở Việt Nam nóng quá, cho nên bác Tú mình nghe trong băng là thấy đào mạo khang trang, nhưng mà lúc đó bác Tú ở trần thâu băng. bác Tú mặc quần sờ lõn, bác Tú là hoài nhan quần sờ lõn khác đúng không? Dạ bác Tú quần sờ lõn khác, tất cả muốn tuồng cảm xúc mà tự nhiên đang phiêu nha. Cô Kim Thủy đóng vai mẹ là nhỏ hơn chú Tâm 4 tuổi. Nhỏ hơn Điệp 4 tuổi. Đó, tại vì người mà nghe tiếng âm thanh đó thì thấy cái hơi của cổ nó hiền dịu và xứng đáng đóng cái vai mẹ. À. Chứ cổ nhỏ tuổi hơn. Còn cái cô hung dữ là cô Mai Lan. Cô hung dữ là bà Phụ Trần là Mai Lan. À. Cô Thúy Liễu thì lại là chị Tú Trinh. Dạ đúng. Dạ. Cô chị Trinh là cũng là đầu tiên đóng cải lương tại dạ. Cổ là dân nhà nòi cải lương. Dạ. Mà chỉ nói nghe cái diễn không vậy đó con. Hát kịch thôi. Trời ơi cái giọng cất lên một cái là thấy là thấy ghét rồi. Tại sao mà con hỏi chú là chú đã diễn ở ngoài chưa? Tại vì cho tới bây giờ con vẫn cứ ngờ ngợ, cứ ngờ ngợ là cái tuồng với cô Tài Lương. Dạ. Thật ra là cho tới bây giờ luôn thì con mới biết là cái vở diễn này chưa cái vở diễn Lan và Đẹp kinh điển nha, là vẫn chưa diễn sân khấu. À, tại vì toàn là nghe trong băng cassette không à. Băng cassette rồi, cho nên là con vẫn ngờ ngợ, cho nên con phải hỏi. 2016 có phục hiện lại với Hương Lan ở bên phim trường Hollywood. Dạ. Quay cái phim đó bán cho bản quyền cho Thúy Nga. Nhưng mà nếu mà nói về Lan và Điệp kinh điển thì chỉ có Chí Tâm, Thanh Kim Huệ và tất cả các cô chú nghệ sĩ. Tính toán nó hoài. Trước thời đó đó, thí dụ rồi có Má Bảy Phùng Há nè ha. Tới Phùng Há Nam Châu. Thành Được nè. Thành Được với Lâm Nghĩa. Đủ hết. Hầu như đó tuồng Lan và Điệp này bất cứ người nghệ sĩ nào cũng đã từng gia diễn. Vũ Linh cũng đóng nè. Rồi Kim Tử Long cũng đóng nè, Kim Tiểu Long cũng đóng nè, tất cả. Nhưng mà người ta vẫn nhớ mãi cái Lan và Điệp của Chí Tâm, Thanh Kim Huệ. Thì sắp tới chỉ có Lan và Thuận thôi. Chuyện tình Lan và Thuận. Thuận là Lan và Thuận, dạ. Có lý rồi nha. Áp lực hay quá. Em muốn đột quỵ. Mời nghệ sĩ Chí Tâm đi coi. Con đồ cười hoài á. Điệp mà không có cổng tóc nào hết trơn, kỳ á. Ngược Điệp đi xuất gia. Không, Điệp vô bạch thầy. Thôi trời đúng luôn, nghe sướng. Con là vũ khắc đẹp, khỏi cạo đầu. Vũ khắc thuận. Ủa chú, nhưng mà bây giờ chú có ước mong là chú sẽ có một vai diễn và được cháy hết mình ở trên sân khấu, được ca, được diễn và được thể hiện hết tất cả những gì mà chú đam mê chú. Sau này thì có một chị ngày xưa cũng đã nhà nghề rồi, đó là chị Hà Mỹ Hạnh. Dạ. Chị Hà Mỹ Hạnh chỉ qua bệnh chỉ có sáng tác hai vở tuồng. Có một vở tuồng thì chú Tâm nhuận bút, tức là chỉnh lý văn chương này hết lại. Tôi dàn dựng đó là tuồng Máu Chảy Về Tim. Tuồng hay lắm, tuồng nó chưa thực hiện. Máu Chảy Về Tim thì cái chỉ đặt tên là cái nhân vật chánh nữ đó là Nhạc Khúc Lan. Thì trong đầu chú bây giờ thì chú muốn thực hiện lại cái vở đó. Dạ. Rồi có vở thứ hai nữa, đó là vở Tình Xưa Nghĩa Cũ. Tình Xưa Nghĩa Cũ kể về một cô đào hồi năm mà mới tập chỉnh đi hát là mới 17 tuổi. Hát xin ăn ở đồng quê, có một ông thầy đờn dạy cho hai cha con đi xin ăn ở trong. Thì có một đoàn hát lại đó hát, thì tự nhiên cô đào chánh cô làm reo, cô nghỉ, cô đi. Yeah. Kép chánh cũng đi mất. Thì bà chủ bầu gánh hát đang bối rối, cái chợt nghe cái tiếng hát của cô này hay quá mới mời cô về đóng vai chánh trong cái đoạn. Thì ở nhà quê thì 17, 18 tuổi đã có một mối tình dắt dai nhỏ nhỏ rồi, thì có một người bạn trai. Cho tới cổ vô đoàn hát thì cái anh kép hát lại cua cổ dính với cổ, có một đứa con. Thế nên sau này cái anh ở làng quê lên thăm thì mới nhắc nhở lại, rồi cái chú muốn thực hiện cái tuồng đó là chú đóng vai ông Sáu đờn, là ba của cái người kia. Dạ. Tình Xưa Nghĩa Cũ. Có dịp nào chú cháu mình sẽ gặp nhau. Yeah. Và nếu như chú gọi duyên, cháu sẽ con sẵn sàng, con sẽ đồng hành cùng với chú trong cái dự án này. Có Ngọc Lan luôn. Nha, hứa danh dự luôn. Nha. Rồi, nhân đây thì cũng hỏi chú luôn, với cái tình trạng mà hiện nay dường như là không còn sân khấu cải lương như cái thời Hoàng Kim nữa, thì chú cảm nghĩ như thế nào? Và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh bây giờ để tìm một cái sân khấu
Nó không chỉ cải lương không chú? Cũng còn sân khấu của Trần Hữu Trang cũng dần sáng đèn. Nhưng mà vẫn không thể nào như trước đây nữa.